Xin chào Ma Cường. Cứ mỗi chủ nhật hàng tuần, chị Sunomari sống tại thành phố Yokohama, Nhật Bản lại thu xếp công việc, ngồi vào máy tính để tham gia một tour du lịch đặc biệt khám phá Hà Giang, một vùng đất cách nơi chị sống hàng nghìn km. Và tour du lịch mà chị Suno đang tham gia qua phần mềm Zoom được thực hiện bởi anh Hồ Trọng Tiến. Tôi chưa bao giờ đến Hà Giang trước đây, một phần vì địa hình ở nơi đây khó khăn, một phần vì dịch COVID-19. Vì địa hình hiểm trở nên tôi hầu như sẽ không có cơ hội đến đây, vì thế tôi tham gia tour online của anh Tiến. Anh Tiến đã làm tour du lịch online như thế này đã được gần một năm tại nhiều nơi ở Việt Nam, nhưng tại Hà Giang, anh Tiến mới bắt đầu được 2 tháng. Tour bình thường người ta không có được nhìn thấy, không có tới tiếp cận lại gần được. Tại vì là do cái đường đi rồi sạt lở đất đá. Nhưng mà cái tour online á, là người hướng dẫn viên chỉ có một người dẫn, khách ngồi ở nhà xem mà. Thế là đi lại được gần hơn, khách sẽ cảm nhận được sâu hơn. Cái tour online này thì là cái góc nào mà đẹp nhất thì mình cho họ xem. Thế cho nên là ấn tượng của họ sẽ mạnh hơn. Tour của anh Tiến rất thú vị. Chính vì thế tôi thường tham gia vào chủ nhật hàng tuần. Tham gia tour, tôi như được trải nghiệm thực tế thật. Tôi thấy rất vui và được thư giãn. Trải qua hơn một năm phát triển, tour của anh Tiến cũng thu hút được một lượng khách nhất định. Nhiều người Nhật bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã không được đi du lịch một thời gian dài, thậm chí không được ra ngoài, đã chọn tour của anh Tiến như một phương pháp giải trí mùa dịch. Thời gian chết mình chỉ có trong vòng là mấy chục giây tới một phút, nên mình phải chạy di chuyển, nó vất vả hơn cái tour truyền thống bình thường. Và cứ thế, dù núi cao, địa hình hiểm trở hay dịch COVID-19 bùng phát, thì những thông tin thú vị về du lịch Hà Giang vẫn theo mạng Internet đến với người mê du lịch Nhật Bản. Mình vẫn muốn là duy trì, là truyền bá cảnh đẹp rồi các thứ văn hóa rồi truyền thống của đất nước tới du khách, để mà sau khi dịch nó lắng xuống là sẽ sang nhiều hơn.